Xin chào quý vị và các bạn. Trong hai ngày 14 tháng 8, mưa sẽ giảm hơn về cường độ ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Riêng các tỉnh phía Tây Bắc và một số nơi thuộc khu vực Việt Bắc, mưa vẫn có thể xảy ra mưa vừa mưa to và dông. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Dự báo từ ngày 15 tháng 8, khi vùng hội tụ gió trên cao được thiết lập tại khu vực phía Bắc, mưa có thể tăng hơn về diện, thời gian mưa rải rác về đêm và sáng. Và ban ngày mưa giảm, còn nắng ở mức độ vừa phải với nhiệt độ ban trưa phổ biến trong khoảng 29 đến 33 độ. Với các tỉnh Trung Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp vắt qua khu vực Bắc Bộ nên trong đêm nay và sáng mai, mưa vẫn còn xảy ra ở Thanh Hóa và các tỉnh từ Thừa Thiên Huế cho đến Khánh Hòa. Từ ngày 14 và ngày 15, do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông trên cao nên mưa có thể tăng hơn về diện tại các tỉnh thuộc Trung và Nam Trung Bộ. Về tình hình nhiệt độ, trong 3 ngày tới, nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ, cao nhất ngày phổ biến ở mức từ 31 đến 34 độ. Riêng một số nơi thuộc vùng núi phía Tây như là Quỳnh Lưu, Con Cuông của Nghệ An hay là Kỳ Anh, Hà Tĩnh xấp xỉ 35 độ. Đến với các tỉnh thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ, trong ngày mai mưa có xu hướng tạm giảm hơn về diện và lượng tại khu vực này. Dự báo từ khoảng ngày 14 và ngày 15, do ảnh hưởng của gió Tây Nam kết hợp với nhiễu động gió Đông, mưa lại tiếp tục xuất hiện rải rác về chiều tối, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh. Trên biển, trong tối và đêm nay ở khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông, sang ngày mai mưa giảm trên toàn Biển Đông. Từ khoảng ngày 14 và ngày 15 mưa lại có xu hướng tăng trở lại ở khu vực Bắc và giữa của Biển Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Với khu vực Nam Biển Đông bao gồm huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam giảm xuống cấp 5. Tuy nhiên do đà sóng vẫn còn nên độ cao sóng trên 2m, tình trạng biển động còn duy trì. Mưa dông về chiều tối xuất hiện nên nguy cơ cao xảy ra tình trạng lốc xoáy hay gió giật ở các vùng biển phía Nam.